Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Theo tuyên bố của bà Alicia Sanders-Zucker, một quan chức của Tổ chức Chiến dịch Quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân, ICAN, cho biết, Mỹ dường như đã bí mật triển khai 150 đầu đạn hạt nhân ở 5 quốc gia châu Âu. Hải quân Nga đã lên kế hoạch đưa trở lại biên chế tuần dương hạm đô đốc Nakhimov chạy bằng năng lượng hạt nhân. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck lo ngại rằng nếu việc vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga qua Ukraine dừng lại vào năm tới, nước này sẽ phải thu hẹp quy mô hoặc thậm chí tạm ngừng sản xuất công nghiệp. Mỹ vừa đưa một cơ sở đào tạo phi công của Nam Phi vào danh sách đen với cáo buộc trung tâm này đã hỗ trợ Trung Quốc tuyển dụng các phi công chiến đấu phương Tây. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo tuyên bố của bà Alicia Sanders-Zucker, hiện là điều phối viên chính sách và nghiên cứu của ICAN, Mỹ được cho là có khoảng 150 đầu đạn hạt nhân bố trí tại các căn cứ không quân của Mỹ ở Đức, Italy, Hà Lan, Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ dù không có bất kỳ thông báo chính thức nào. Cũng tại cuộc họp giao ban với các nhà báo được Liên Hợp Quốc công nhận từ Hiệp hội Nhà báo ACANU, điều phối viên Sanders-Zucker bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của ICAN về tình trạng triển khai loại vũ khí này ở bất kỳ quốc gia châu Âu nào. Bà nhắc lại cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, trong đó nhấn mạnh những hành động như vậy có thể trở thành điểm kích hoạt nguy hiểm và làm gia tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Theo bà Sanders-Zucker, vụ việc lần này cho thấy quan điểm của các quốc gia châu Âu là đòi hỏi toàn thế giới phải minh bạch liên quan đến vũ khí hạt nhân là hai mặt trong tình huống này. ICAN là một tổ chức công cộng quốc tế được thành lập vào năm 2007. Nhiệm vụ chính của nó là hỗ trợ và thực hiện hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. Theo một báo cáo từ ICAN, chi tiêu toàn cầu cho vũ khí hạt nhân đã tăng lên 82,9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022, trong đó Mỹ chi ra nhiều hơn tất cả các cường quốc hạt nhân khác cộng lại. Mỹ đã bỏ ra 43,7 tỷ đô la Mỹ, nhiều hơn tất cả các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân khác cộng lại. Nga chi phí bằng 22% của Mỹ với 9,6 tỷ đô la Mỹ và Trung Quốc chi bằng hơn 1/4 con số của Mỹ với 11,7 tỷ đô la Mỹ, nội dung báo cáo cho biết. Reuters dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn TASS của Nga hôm 13 tháng 6 đưa tin, Hải quân Nga sẽ đưa trở lại biên chế tuần dương hạm, chạy bằng năng lượng hạt nhân đô đốc Nakhimov vào cuối năm 2024. Trước khi được đưa vào trực chiến, chiến hạm này sẽ trải qua một đợt kiểm tra toàn diện vào tháng 9 tới. Theo truyền thông Nga, tuần dương hạm đô đốc Nakhimov đã trải qua một quá trình đại tu và nâng cấp toàn diện, cho phép tàu mang phóng tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon và Avangard, hai vũ khí tối tân của quân đội Nga. Moscow kỳ vọng việc đưa tàu trở lại trực chiến sẽ tăng cường đáng kể năng lực tác chiến của hạm đội phương Bắc thuộc hải quân nước này. Đô đốc Nakhimov là tuần dương hạm thứ 3 thuộc lớp Kirov của Hải quân Liên Xô, được đưa vào phục vụ từ tháng 12 năm 1988. Sau khi Liên Xô sụp đổ, chiến hạm này được chuyển giao cho Hải quân Nga. Tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov có chiều dài 252m, lượng giãn nước tối đa khoảng 28.000 tấn cùng tốc độ di chuyển lên tới 59 km/h. Nhờ trang bị động cơ năng lượng hạt nhân, Đô đốc Nakhimov có thể hoạt động trên biển trong nhiều tháng liên tục và chỉ cần phải dừng lại để tiếp tế thêm nhu yếu phẩm cho thủy thủ đoàn. Về vũ khí, tàu được trang bị các ống phóng thẳng đứng sử dụng cho tên lửa hành trình Caliber, tên lửa chống hạm Onyx, tên lửa chống ngầm 91ATI-2 và sắp tới là các siêu tên lửa Zircon cùng Avangard. Ngoài ra, tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov cũng được lắp đặt các hệ thống phòng không hiện đại để tự vệ trước máy bay chiến đấu và tên lửa của đối phương. Lượng vũ khí khổng lồ này giúp Đô đốc Nakhimov được mệnh danh như là một siêu pháo đài nổi trong biên chế Hải quân Nga. Về Zircon, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả tên lửa này như là một phần của hệ thống vũ khí tiên tiến thế hệ mới của quân đội Nga và có thể được sử dụng trong cả mục đích tấn công cũng như phòng thủ. Với tốc độ bay có thể đạt đến mức nhanh gấp 11 lần tốc độ âm thanh, khoảng 13.500 km/h, tên lửa này được xem là không thể cản phá, ngay cả với những hệ thống phòng không hiện đại nhất thế giới. Các chuyên gia phân tích nhận định, hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của Mỹ cần từ 8 đến 10 giây để phản ứng trước khi tấn công tiêu diệt các tên lửa đang tiến đến. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, tên lửa Zircon đã di chuyển được ít nhất 20 km và vì vậy nhiều khả năng các tên lửa đánh chặn của hệ thống Aegis sẽ không thể bắt kịp. Ngoài ra, với tầm bắn khoảng 1.500 km cùng khả năng mang đầu đạn nặng tới 400 kg, tên lửa Zircon đủ uy lực để thách thức bất cứ tàu chiến nào của đối phương, kể cả tàu sân bay. Để tăng thêm độ linh hoạt của siêu vũ khí này, các kỹ sư Nga đã thiết kế nhiều phiên bản khác nhau có thể được phóng từ tàu ngầm, tàu chiến mặt nước và các bệ phóng đặt trên mặt đất. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck lo ngại rằng nếu việc vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga qua Ukraine dừng lại vào năm tới, nước này sẽ phải thu hẹp quy mô hoặc thậm chí tạm ngừng sản xuất công nghiệp. Không có kịch bản chắc chắn nào về tương lai. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách ở Berlin cần tránh lặp lại sai lầm tương tự khi cho rằng tình trạng thiếu năng lượng sẽ không ảnh hưởng đến nền kinh tế. Ông Habeck phát biểu tại Hội nghị Kinh tế Ostdeutsches Wirtschaftsforum, OWF, ở Bessarow mới đây. Theo Bloomberg, dù căng thẳng đang leo thang đỉnh điểm,
cho đến nay Nga vẫn tuân thủ hợp đồng cung cấp khí đốt và trả phí quá cảnh cho Ukraine. Tuy nhiên, khả năng hai bên tiếp tục gia hạn hợp đồng sau khi hết hạn vào cuối năm 2024 là cực kỳ thấp. Trong khi Berlin tuyên bố đã từ bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt của Nga kể từ tháng 1, các nước EU khác vẫn dựa vào Moscow để đáp ứng nhu cầu năng lượng. Theo lý giải của Bộ trưởng Habeck, nếu Áo, Slovakia, Italia và Hungary bị cắt nguồn cung khí đốt, Liên minh châu Âu, EU sẽ yêu cầu Đức hỗ trợ theo các quy tắc chia sẻ khí đốt của khối, và điều này dẫn đến khó khăn cho lĩnh vực công nghiệp Đức. Cũng theo ông Habeck, việc xây dựng các nhà ga khí tự nhiên hóa lỏng, LNG, mới trên bờ biển Baltic là điều cần thiết để Berlin có thể nhập khẩu khí đốt từ Mỹ và Trung Đông. Tuy nhiên, cư dân địa phương và các nhóm môi trường đã tìm cách ngăn chặn việc xây dựng các cơ sở này. Bộ trưởng Kinh tế Đức cũng ủng hộ các nguồn năng lượng thay thế trong nhiều tháng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Theo thông báo cáo của Cục Công nghiệp và An ninh, BIS, thuộc Bộ Thương mại Mỹ, Học viện Bay Thử nghiệm Nam Phi, TFASA, đã bị Washington đưa vào danh sách đen với cáo buộc tạo điều kiện cho các cựu phi công quân sự phương Tây tham gia chương trình đào tạo phi công chiến đấu của Không quân Trung Quốc. TFASA chỉ là một trong hơn 40 thực thể mới nhất được đưa thêm vào danh sách trừng phạt của BIS vào ngày 12 tháng 6. Trong số này phần lớn là của Trung Quốc, vào danh sách đen vì đã có hoạt động trái với lợi ích an ninh quốc gia hoặc chính sách đối ngoại của Mỹ. Theo BIS, nhiều cơ sở nghiên cứu có trụ sở tại Trung Quốc cũng được thêm vào danh sách trừng phạt này vì đã sử dụng phần mềm của phương Tây để phát triển vũ khí siêu vượt âm và tên lửa không đối không. Theo trợ lý Bộ trưởng Thương mại Mỹ Matthew Esselstyn, điều cấp thiết là chúng ta phải ngăn chặn Trung Quốc mua công nghệ và bí quyết của Mỹ để kích hoạt các chương trình hiện đại hóa quân sự của họ. Động thái này diễn ra sau khi một số chính phủ phương Tây nhận được thông tin cho rằng Bắc Kinh đã bí mật tuyển dụng phi công nước ngoài để đào tạo phi công cho lực lượng không quân Trung Quốc. Australia đã mở một cuộc điều tra về vấn đề này vào năm ngoái, trong khi Không quân Hoàng gia Anh cam kết sẽ thay đổi các quy định để ngăn chặn các cựu phi công tham gia đào tạo cho các quốc gia khác mà không có sự chấp thuận của chính phủ. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói rằng ông đã cảnh báo người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc rằng việc tuyển dụng cựu phi công quân sự của Đức là không thể chấp nhận được, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh ngừng ngay hoạt động này. Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 12 tháng 6 đã ra tuyên bố chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ là thiếu cơ sở thực tế và quy trình đúng đắn. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.